Hello anh em nha, mình là Thịnh Bến Tre. Thì trong buổi chiều ngay mát mẻ quá, em lên sóng một em xe. Hàng này có thể nói là hàng sưu tầm và đậm nhất vô nhị tại miền Tây. Miền Tây mình có thể là nói là rất là hiếm. Một chiếc xe thế này kiếm trên thị trường Việt Nam mình không có luôn nha. Và em đã theo đuổi chiếc xe này rất là lâu rồi mới mua được. Mà mình cũng không có gành giá, và cái người bán cũng không gành luôn. Thì cái anh này ngày trước anh nói là 2 năm trước á, 2 năm trước anh mua nửa tỷ, 2 năm trước anh mua nửa tỷ bạc anh chạy. Vì xe này hàng độc, anh phải ra tới miền Trung mới mua hay sao. Em này được mang tên là Mitsubishi Lemos, được sản xuất năm 1995. Em này nhập là bên Nhật anh em ha, nhập Nhật Bản về. Động cơ 2.0, ngày xưa nó đã có HEVS và có phun xăng điện tử rồi, chạy cực kỳ hầm hố và đầm chắc luôn. Hai cửa, hai bô. Em mời các anh em mình tiến lại gần với em xem để cái phần nội thất nó ha, đẹp lắm. Được trang bị hai cửa thôi, body, nguyên nhiều body ha, mâm lớn luôn nè, mâm 4 hắn đĩa, đó, 4 hắn đĩa luôn, phom dáng thì cực kỳ đẹp luôn. Quay cho anh em lên nhìn xem ha, anh em mình mua được giá như alo em chứ em cũng chả biết xe này giờ bán bao nhiêu luôn. Mình mua về mình chấp nhận mình chơi, một là lỗ, hai là lời, thứ ba là không bán được luôn. Đó, xe nó quá lạ. Đó, 5 chỗ nha, thấy vậy chứ 5 chỗ ngồi nha anh em nha. Đó, ôi, đó, xe đẹp cực kỳ anh em không? Cái dàn ghế khoang ở trong nè, đó, đẹp, dài, nhìn nó lạ. Và được trang bị là kính bấm luôn nè anh em ha, tí nước ngoài không à. Dàn ghế là ngồi giống như Lamborghini bây giờ ha. Vô khoang lái anh em nhìn thấy vô lăng là thấy xuất sắc tới rồi. Âm thanh nghe nhạc, màn hình đầy đủ hết. Máy lạnh thì bị hết ga nha anh em ha, về phải châm ga vô thêm. Cửa đóng còn chắc nịch. Hai bô nè anh em ha, hai bô là hai bô riêng biệt nha, chứ không phải là chung nha anh em ha. Hai bô là riêng biệt luôn. Nổ máy tiếng lớn cực kỳ luôn. Để em vô nổ máy cho anh em mình nghe nè. Đó, bô nổ cực kỳ đầm hố luôn, tiếng bô lớn lắm anh em ha. Gầm bệ cũng khá xe đẹp, lòng dè rồi còn ok đó anh em ha. Lòng dè bên đây cũng chưa có mục ha. Xe này về anh em nào chơi đồ cổ thì dọn lại, dọn xe này lại tầm khoảng 50 triệu, bán cái xe này nửa tỷ rồi bình thường. Hàng hiếm độc lạ mà. Anh em nhìn nè, trợ lực cực kỳ nhẹ và đồng hồ xe chưa báo lỗi nha anh em ha. Tua máy hoạt động bình thường. Kèn tiếng hơi nhỏ. Đây máy lạnh, đây màn hình anh em ha. Cái dàn chỗ này nhìn nó đẹp gì đâu nha, đã chứ. Quá ngầu. Một cái xe cực kỳ đẹp. Có hộp để thuốc, học để giấy tờ đầy đủ hết. Trần tới này đây nè anh em nhìn nè, trần đính hộp kim cương đó, trần đính hộp kim cương rất đẹp. Số máy chạy êm lắm anh em, mạnh. Đây có màn hình nghe nhạc đầy đủ luôn nè anh em ha. Và tại vì YouTube mình nó bị vi phạm bản quyền cho nên không bắt nhạc, âm thanh lên lớn. Chính bấm nó còn hoạt động được hết đây nè. Lúc nào ta, đây lúc này đó. Máy lạnh rồi còn khá đó, mà lạnh nó không được lạnh nhiều nha em, lạnh hơi hơi à, lốc lạnh thì yếu rồi đó. Xe cũng còn liền xe lắm, đẹp. Để em giật cabo cho anh em mình nghe tiếng máy nha. Đèn led luôn, đã không, quá ngầu. Đèn bi led. Ủa chưa bật đèn hả, để em bật đèn lên cái nha anh em. Đó, quá êm, đẹp không, quá đẹp, đẹp độc lạ anh em. Nhìn logo nước ngoài nó là tiếng Nhật ha, tiếng nước ngoài không à. Đây nữa nè, xương đầu còn hẳn đen. Máy DHC 2 động cơ 2.0, 6 máy nha anh em ha. Ủa 4 máy chứ, 1 2 3 4, đúng rồi. 2.0. Hệ thống này thì nó xài phun xăng rồi, thắng ABS anh em ha. Chạy cũng còn khá là mạnh. Em xe này chạy phải nói là cực kỳ im luôn á. Đúng là xe nhập ngày xưa rồi. Phun dán Sport chạy đã lắm. Máy nổ em du à. Giới thiệu gì thêm nữa ta, bây giờ cũng không biết giới thiệu sao nữa. Nói chung thì máy ngon, máy im, chạy nhìn nó đã. Keo cabo keo chỉ đầy đủ luôn anh em nè, keo chỉ nè.
đứng gần camera lại, em cho anh em mình xem camera keo chỉ này ha. Đó, keo chỉ còn đầy đủ luôn. Đó, trên này nó sẽ có một cái miếng nỉ nữa mà người ta lột cái miếng nỉ ra rồi. Cái máy này thì cũng không có gì để nói gì về nhiều. Thì máy này còn rất là êm thôi, mình chỉ biết là êm thôi. Chứ cũng không biết giới thiệu sao, động cơ 2.0 phun xăng. Đó, chạy rất là êm, tay đèn nhìn như Lamborghini à, độc lạ. Tay đèn quá đẹp. Tay đi gương nè, đẹp cực kỳ. Rồi, thôi kết thúc video. Chúc anh em bà con mình buổi chiều vui vẻ, ăn lành, nhiều sức khỏe. Em cảm ơn, xin chào nha.